Không? Kính thưa quý vị, có hai thân hoa, một thân thì đang đụng và hiện nay thì có hai thân mập. Quý vị, đấu giá 15 triệu. Đấu giá cây. Xin được 15 triệu. Tôi đã nhìn thấy một thành viên có đấu giá cây kèn hồng đã trả giá 15 triệu. 15 triệu cho giá đầu tiên. 15 triệu. Xin thưa quý vị là 15 triệu. 15 triệu cho một giỏ kèn hồng đó thì tôi thực sự là quá rẻ. Xin mời quý vị thưởng thức. Hãy ngắm vẻ đẹp của cây hoàng thảo kèn vàng. Alo, em tên là Oanh. Em trả 17 triệu. Sao lại sao? Hoàng Văn Anh, 17 triệu. Em đây là em bỏ thẻ của câu lạc bộ ra mà em đứng, em là chủ kèn, em chuyên về kèn Lai Châu nên em đấu giá 17 triệu không được gì đâu. Không sao. Em đã bỏ thẻ đúng không? Đấy nghe anh em là tất cả như ban đầu tôi nói, tất cả mọi thành viên mọi người đều đấu giá kèn của tôi. Nên là tiếp bước tiếp theo là anh Hoàng Văn Anh với mức giá 17 triệu. 20 triệu. Lê Trung Kiên 20 triệu. Tiếp theo. Có ai bỏ giá tiếp theo không ạ? Giò lan này thực sự là một giò lan rất đặc hữu. Và hiện nay thì theo như chúng tôi nhận thấy thì giò lan màu này chưa có ai công bố. Hiện nay thì chỉ có một người công bố đầu tiên. Thế còn lại là có thể có người khác có thì hiện nay là chưa thấy công bố rộng rãi. Kính thưa quý vị, trong thời gian đợi mọi người tiếp tục để có cái giò bỏ giá cho giò này, chúng tôi chuyển sang giò tiếp theo. Treo tạm vào đây nha. Treo tạm vào đấy để quý vị tiếp tục. Bởi vì là chúng tôi sẽ xem lẫn những cái giò đấu giá với ở mức bình dân để cho quý vị có thể nhiều người tham gia đấu giá được. Quý vị nào có điều kiện tiếp tục bỏ giá cho giò này thì đang chịu, quý vị vẫn cứ bỏ giá luôn. Giò tiếp theo. Kính thưa quý vị, đến từ Thanh Hóa. Đến từ Thanh Hóa, các anh chị ở Thanh Hóa đã mang ra tặng cho câu lạc bộ Hoa Lan giò lan này. Thế và đây là phi điệp Thanh Hóa do vườn lan Tám Hằng gửi tặng. Giá khởi điểm của giò lan này là 1 triệu, tôi xin sơ qua như sau. Hiện nay là giò lan này có 4 thân tư, 2 thân dài 60-80cm, còn 2 thân dài 20cm. Giá khởi điểm là 1 triệu. Giá khởi điểm 1 triệu. Đề nghị quý vị kính thưa quý vị là chúng ta vẫn thường đấu giá giò này, đấu giá giò kia. Quý vị nào bỏ giá cho giò kia thì quý vị cho ý kiến luôn, không sao cả. Cùng một lúc chúng tôi phát 2 lô, lô 1 và lô 2. Quý vị bỏ giá lô nào cứ cho ý kiến bỏ giá lô đó. Cho bác chiêm ngưỡng cây vườn lan vô thường, cây kèn giá cho lò phi điệp tím này 2 triệu. Đã có giá lên 20 triệu. 2 triệu đồng ạ. Vườn lan Hoàng Hà, huyện Than Uyên trả giá 2 triệu rưỡi. Xin mời quý vị tiếp theo. Giò kèn hồng vẫn đang ở mức giá 20 triệu. Quý vị nào bỏ giá cho giò kèn hồng cứ tiếp tục bỏ giá. Và vì chúng tôi cũng chạy như thế thì sẽ là rất mất thời gian. Xin mời quý vị đã ở 2 triệu rưỡi, có ai bỏ giá tiếp cho giò này 2 triệu rưỡi không ạ? Giò phi điệp tím Thanh Hóa ở mức 2 triệu rưỡi, 4 thân và hiện nay là đã đang lên rất là nhiều mầm. Có ai bỏ giá cho giò này không nào? Hoàng Văn Anh 2 triệu rưỡi trong cuộc đua vẫn là Hoàng Văn Anh 31 triệu đua này, với lại Lê Trung Kiên và Nguyễn Thành Định. Xin mời quý vị ạ. Xin mời quý vị. Có lẽ là sẽ rất lâu. 31 triệu. 31 triệu. Xin mời quý vị, tiếp theo có lẽ là tôi phải dừng lại một chút để đấu giò khác để cho các bạn tiếp tục suy nghĩ về giò lan này. Mời quý vị. Xin mời quý vị, còn ai có bỏ giá mới nữa không ạ? Xin mời quý vị. Tôi đã thấy hình như có một anh nào đó đứng dậy.
nhưng mà rất tiếc anh đứng chưa không được thẳng lắm. Có phải không ạ? Không phải ạ. 31 triệu lần thứ nhất ạ. À. 31 triệu. Vẫn chưa thấy có ai nói gì. 31 triệu lần thứ hai. Xin đề nghị quý vị chúng ta hết sức tích cực. Giò lan này tuyệt vời. Như tôi nhắc lại, đây là mặt hoa có 1, không 2 mà chưa đến xuất hiện. Xin mời quý vị tiếp theo. 31 triệu lần thứ ba. Chốt giá. Như vậy giò lan này đã thuộc về Hoàng Văn Anh. Xin mời Hoàng Văn Anh lên nhận lan. Đề nghị chúng ta chạm chạm vào tay. Thưa quý vị, là Hoàng Văn Anh là một người rất đam mê lan, mà đặc biệt là Hoàng Văn Anh với tâm nguyện là gìn giữ bảo tồn gen của Hoàng Thảo Kèm Lai Châu. 31 triệu. Đây một lần nữa chúng ta dọc kèn hồng nó về với chúc Hoàng Văn Anh. Xin giao dịch. Thật sự là với giò lan như này mà với mức giá này thật sự là quá là thấp. Nếu như mà tôi được quyền bỏ giá với cương vị thì tôi sẽ bỏ mức cao hơn. Thế nên xin chúc mừng Vườn Lan Hoàng Anh đã là chủ của cây kèn đẹp nhất. Thôi, xin mời này. Vâng, xin chúc mừng cả chục lan, cả người thắng và cả đấu giá. Tiếp theo.